thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được mọi người biết đến không chỉ bởi có nhiều danh thắng nổi tiếng, nơi có rất nhiều lễ hội đặc sắc. Vĩnh Yên còn là mảnh đất của các di tích lịch sử với nhiều đình, đền, chùa, mang nhiều giá trị văn hóa. Một trong những di tích phải nhắc đến khi về Vĩnh Yên đó là ngôi chùa Cói 100 năm tuổi. Chùa Cói còn được biết đến với tên gọi Chùa Thần Tiên, thuộc phường Hội Hợp. Ngôi chùa nằm trên trục đường quốc lộ 2A, nhưng tất cả những ồn ào phố thị đều dừng lại bên ngoài cánh cổng chùa. Bên trong ngôi chùa là một không gian hoàn toàn tĩnh tại. Dạ thưa thầy, chùa Cói có lịch sử hình thành như thế nào ạ? Trước đây nó là một quả đồi rất là cao. Thế thì dân đi làm sớm thì thấy rằng là các cụ tiên ấy, nghĩa là xuống dưới cái đồi này đánh cờ. Thế nhân dân ở đây thì mới đập lên một cái chùa ở đây, gọi là chùa Thần Tiên. Còn cái địa danh ở đây thì là địa danh Cói. Thế thường thường thì người dân thì cứ gọi Cói để cho nó dễ nhớ thôi. Chứ còn tên tự của chùa là chùa Thần Tiên. Trải qua thăng trầm của thời gian, các công trình trong chùa đã nhuốm màu rêu phong, song vẫn là hiện thân của sự tiếp nối mạch nguồn Phật giáo ở Vĩnh Phúc. Không chỉ mang dấu ấn lịch sử, ngôi chùa còn mang giá trị kiến trúc độc đáo. Tháp này là 9 tầng, nhưng mà vì thời gian nó mai một đi thì bây giờ nó còn có 7 tầng thôi. 9 tầng nó đại diện cho cửu phẩm, nghĩa là người tu hành thì ai cũng phải cố gắng để trau dồi cho mình để được nên cửu phẩm như là Đức Phật. Cái tháp của Phật thì thường thường là 9 tầng, thế còn tháp mà thờ các sư thì chỉ có 3 tầng thôi. Tòa Tam Quan được xây dựng với 4 góc mái là những đầu đao cong vút uyển chuyển, và đây cũng là nơi lưu giữ một di sản của chùa, đó là chuông chùa. Cái chuông này đây này, cái chữ này là chữ thần này, chữ thần này, chữ này là chữ tiên này, và chữ bên này là chữ tự này, đây là chữ tự này, chữ này là chữ chuông này, nghĩa là chuông này là chuông thần tiên tự, mấy cái con rồng này, nó khác với tất cả các con rồng khác. Đời vua Tự Đức là cái con rồng nó đường nét nó khác hơn. Thế người ta nhìn vào thì người ta sẽ biết rằng là chỉ cần nhìn con rồng là người ta biết là từ đời nào đây nè. Trong các tài liệu ghi chép được, năm 1939, với tổng thể kiến trúc có giá trị nghệ thuật đặc sắc, chùa Cói đã được Viện Viễn Đông Bắc Cổ xếp hạng là di sản văn hóa có giá trị ở Việt Nam. Chùa Cói không chỉ có giá trị nghệ thuật, di sản văn hóa, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người dân địa phương nơi đây.